xe bị hết bình rồi. Thường thường thì mình sẽ tắt, nhưng mà vì hôm nay bình ắc quy nó bị hết, tắt cái xe này rất là khó để va, rất có nổ, đành chịu thôi. Không đâu, thường thường thì mình có thể mình có thể nghĩ là như thế, nhưng mà theo mình nghĩ thì thường thường đèn đời hay đỏ mình nên tắt đi. Đa số em tắt động cơ xe máy mà. Có khi nào mình bạn sẽ tắt à, chỉ khi nào mà dừng đèn đỏ không quá 30 giây thì em không tắt. Ờ, có nhiều bạn có nghĩ rằng là cái việc nhiều người ta nói rằng là cái việc để động cơ lại sẽ tốn thời gian nhiều hơn không? Tốn thời gian nhiều hơn và tốn xăng nhiều hơn. Ừ. Nhưng mà em nghĩ như vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến khí thải mà thải ra. Có nghĩa bạn nói cũng thể, có nghĩa là bạn nghĩ rằng cái việc tắt động cơ này thì không ảnh hưởng nhiều lắm đến khí thải ra hay như thế nào? À, đúng rồi ạ. Thì tắt động cơ đương nhiên là nó sẽ không bô nó sẽ hoạt động và khí thải sẽ không thải ra nhiều. Ừ, tôi là Nguyễn Tuấn Tài. Dạ. Có. Một là nó cũng đỡ tốn xăng hơn, mà hai là nó cũng được ô nhiễm môi trường. À, anh có thể cho biết là khi mà anh dùng các cái tư rồi không mất này thì cái là cái không gì đấy như nào? Rồi thì nó ngột ngạt hơn, nó lợi hại hơn, độc hơn, xăng nó ra thì nó phải độc hơn. À. Anh có biết tên đầy đủ ạ? Tên đầy đủ của anh là gì ạ? Tên người là sao? Đầy đủ ạ? Phạm. Phạm gì ạ? Văn. Phạm Văn Sao ạ? Vâng, tôi gặp ở đây. Em có biết gì về cái hoạt động mà người dừng cái xe tắt máy không? À, theo em thì là để dừng cơ để tắt máy này thì trong khi mà chỉ dừng này thì sẽ hạn chế tiếng ồn này và sau khi không lưu thông thì sẽ giải quyết những khí thải. Chờ tín hiệu. Tín hiệu gì ạ? Tín hiệu đèn xanh mình đi. Đó, thời gian chờ dài thì may là vấn đề của tôi xe ạ. Ở lúc mình có gặp một số các bạn như kia, mình thấy rất là nhiệt tình, các bạn ấy ra hô cái là mình tắt luôn, lấy mình tắt máy rồi. Sao nếu như các bạn ấy thì em lại không tắt? Em xin hỏi chút, em nghĩ cái đấy nó không ảnh hưởng đến như thế nào ạ? Thật ra cái mình cũng hiểu có ảnh hưởng. Thế sao trước đây lại không tắt? Thì nói chung là đại loại là có những cái khoảng thời gian ấy, theo mà mình vẫn vội vã mình đi là lưu thông trên đường ấy, không để ý vấn đề đấy. Vâng, xin cảm ơn anh.
cả đáng tốn bao nhiêu tiền xăng cả. Anh Hoàng Văn Cộng. Hoàng Văn Cộng ạ, vâng xin cảm ơn anh. Kéo căng lên. Qua nó cầm ra cho. Về lấy nữa. Đang còn nữa. Được rồi,
đường quá rộng, lưu lượng xe quá đông và em không thể tuyên truyền được hết cho mọi người. Chỉ có một số người đứng bên lề đường là có thể nhìn thấy thôi. Và lực lượng tuyên truyền của em cũng mỏng, không đủ để có thể là tuyên truyền hết được cho mọi người. Bởi vì thực ra thì cái ý thức của mọi người thì bây giờ nếu mà để phủ lên mọi người đông rất là khó lắm, mà em không thể nào giải quyết được hết. Vì thì cái hoạt động cụ thể của em khi mà tổ chức những cái hoạt động ở một số ngã tư là cái mục đích chính của em chỉ là để nâng cao cái nhận thức của mọi người thôi. Bởi vì bây giờ lượng người rất đông và lượng xe rất đông, không thể nào tuyên truyền được hết tất cả, mà chỉ là nâng cao nhận thức của một số, để từ đó cứ tác động dần dần để người ta sẽ hiểu. Cảm ơn em. Rồi, không có thêm không? Em em tên là Nguyễn Nhật Minh ạ. Em đang học trường Trung học phổ thông chuyên khoa Phú Yên. Bắt đầu tham gia thì cũng thấy khá ngại vì đầu tiên mình đứng ở đường thì nó rất to và mình bảo mọi người tắt máy đi. Nhưng sau đó em cảm thấy bớt ngại hơn và thay vào đó là cảm thấy vui vì rất nhiều người hiểu mình và rất nhiều người động viên là các cháu cố lên và các cháu cô các bác cũng như ủng hộ nhiều cho các cháu. Em nhớ có một người bảo là nếu tắt máy xong không đầy được nữa thì làm sao, và em đã tuyên truyền cho họ rằng tắt máy xong thì vẫn có khả năng đầy lại và như thế vẫn sẽ là tiết kiệm xăng hơn nhiều so với việc mình để máy suốt 1.5 phút thì mình nói. Dừng xe tắt máy, tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường. Em là Hoàng Đình Toàn ạ. Bạn thấy thế nào về cái hoạt động các bạn trẻ này? Theo em thì cái thứ nhất là thanh niên Việt Nam nhìn chung là rất chi là nhiệt tình. Cái thứ hai là hoạt động này rất có ích cho xã hội, nhất là Việt Nam. Vì sao mà em thấy thế thì nó tác động đến em như thế nào khi em tắt máy luôn? Bình thường thì em cũng không tắt máy khi lớn hơn bằng 25 giây đâu. Nhưng mà em nghĩ là em cũng là sinh viên, các bạn ấy kêu gọi và ủng hộ tốt cho đất nước mình thôi. Lẽ đồng ý luôn đó. Vâng ạ. Tớ làm ở công ty cổ phần tiên tiến học nên tớ là siêu. Nói chung là theo mình nghĩ thì bảo vệ môi trường là tốt, làm cho môi trường xanh sạch đẹp thân thiện là tốt thôi, mình cũng hưởng ứng thôi. Nhưng mà thực sự cũng cái này thì ý thức của mọi người, nhưng mà bởi vì cái đèn đỏ này nó cũng không bao nhiêu giây lắm mà tắt đi, người ta phải đạp, có những xe đề được thì sao, còn những cái xe mà không đề được thì đôi khi nó người ta đạp người ta cũng ngại. Nói chung là cái này mình cũng lấy cơ cũng nói và cũng khó lắm thôi, chỉ có là thấy các bạn là nhiệt tình thì mình cũng thấy là môi trường được sạch đẹp và thân thiện hơn. Anh chị Okay.